Rồi cả nhà, Diệp đang đứng ở làng nghề bánh, làm bánh phồng. Hôm qua Diệp có mua rồi, mua về ăn rồi nha. Thì bây giờ Diệp quay cho mọi người xem cái công đoạn như thế nào. Hôm qua là ở đây sẽ có hai loại là bán bánh là nướng tại chỗ luôn. Và hôm qua Diệp có mua cái hộp bánh như thế này nè, 30.000 một hộp đúng không cô? Hộp này 30.000 đúng không cô? Hôm qua Diệp mua một hộp rồi ha. Hôm nay là quay cho cả nhà xem. Dạ, cái công đoạn này là công đoạn gì vậy cô nhỉ? Hấp bánh tươi. Bánh này tươi nè. Dạ. Ra đó một cái bánh mới phơi cho mình mới nướng đó. Vâng ạ, cái này là bột đầu tiên đúng không cô? Đúng rồi, trong này là bột, con thấy có mè đúng không ạ? Dạ. Sao mày qua đây hấp? Nó giống như là mình làm bánh nó giống mình làm bánh cuốn không cô? Không, nó không có giống. Dạ. Nó không có giống. Dạ. Này bánh tráng nó có dừa. Dạ. Nhưng mà ví dụ như bánh cuốn bình thường là mình chỉ cần để lên kia là để cái bếp là được rồi. Vâng ạ. Còn cái này là mình phải qua một cái lò, mà cái này là nó sẽ hơi sót ở đây. Dạ. Người ta cũng phải tráng cái lò này, nhưng mà bánh cuốn người ta hả, cái bột không có giống của mình. Dạ. Cái bột nó không có nước cốt. Vâng. Cái này nó có nước cốt. Cái này là cách làm là từ xưa đến giờ đúng không cô? Xưa là nghề mà. Vâng ạ. Là khoảng bao nhiêu lâu ạ cô ạ? Bao nhiêu năm rồi? Dạ chục á. Dạ. Mình sẽ dùng cái này trong này là than với lại là vỏ dừa thui. Củi vỏ. Vỏ dừa cô ha. Ừ. Chụm cho nó cháy lên rồi mới tráng được. Dạ. Thấy trên đây là sẽ là một cái ống khói để thoát khói nè. Còn đây là cái gì cô nhỉ? Cái nồi nước đó đang chụm cho nó sôi đó. Vâng ạ, mình tận dụng. Sôi cái mình châm qua cái tả đó mình tráng liền. Vâng ạ. Cái này là trong này đang là bột đúng không cô? Rồi. Cô mang nguyên một cái hệ thống làm bánh qua khu du lịch luôn. Dạ, mình là ở đâu vậy cô nhỉ? Ở Bến Tre. Dạ, vâng ạ, Bến Tre. Mỹ Long. Dạ. Bánh tráng Mỹ Long. Bánh tráng nước cốt dừa Mỹ Long như cả nhà đó. Trên kia cái hộp có ghi rồi đó. Sau đó rồi thì qua bên kia sẽ có một cô tráng bánh bên kia. Dạ. Dạ. Cô mang tất cả như là dưới làng nghề làm như thế nào là lên đây cô sẽ làm y chang vậy luôn. Dạ. Tiền thống mà. Vâng ạ. Dùng cả sơ dừa và cả than luôn. Vỏ dừa chụm được nè, củi chụm được nè, cái nào nó chụm nó có than là mình tráng. Vâng ạ. Nó cháy luôn, nó cháy. Mình sẽ thường dùng là củi. Sơ dừa và củi hả cô? Củi dạ. Vỏ. Dạ. Sôi lên nó nóng thôi mà nó tráng được. Đó. Nước này nó chưa sôi. Vâng ạ, dưới đó là nước đó. Nước đó cả nhà. Nước nó sôi bùng lên nó tráng được. Rồi chờ xíu cho nước sôi lên rồi mình quay cho cả nhà xem. Tại vì cái bánh này nó khó lắm. Dạ. Phải sôi. Khi mà sôi rồi thì mình tráng cũng nhanh cô ha. Mình tráng thủ công này là mình tráng đâu có được nhiều. Dạ. Mình tráng đặng mình theo cái thời tiết của ông trời á. Vâng. Có nắng mình mới tráng, đặng mình phơi nó mới khô. Dạ. Mình tráng một ngày là nó có mười mấy 20 lít thôi. Vâng. Còn bây giờ hả, người ta tăng tiếng rồi, người ta làm máy. Dạ. Người ta tán hả, một ngày mấy trăm. Vâng. Mình tán mười mấy 20 lít là dữ lắm rồi. Dạ, vậy mình phơi thì khoảng bao lâu cô? Khô 2 tiếng. 2 tiếng, dạ. 2 tiếng nó mới khô. Còn những cái bánh bên trong cái hộp kia thì là mình đã làm từ máy hả cô? Ừ, nếu mà cái tán này cũng vậy, nhưng mà người ta tán máy. Vâng ạ. Đây cô đang tráng. Cái đây là cái bánh tráng mà mình đã cán bên kia mà mình phơi là đúng không ạ? Dạ, bắt đầu là thành. Vâng ạ. Còn cái màu trắng kia là gì cô nhỉ? Dạ, còn bánh này là bánh tráng ạ. Cái bánh kia bánh phồng này bánh tráng. Lật qua lật lại. Đứng đây rất là nóng như cả nhà. Đó, ngồi ngay đây rất là nóng. Dạ ạ, lửa than đó.
Giờ này thấy cô cá nhiều như vậy, nhưng mà hôm qua dân ghé là tầm 7 giờ là không kịp bán. Ồ, thế là xong đó. Lật qua lật lại. Cái bánh này để được bao lâu ạ à, cô ạ? 6 tháng. Bao nhiêu ạ? 6 tháng. Ồ, 6 tháng ạ. Dạ. Rồi, nước nóng bắt đầu là cô tráng đây. Bột đây cả nhà ha. Đó. Mình tráng tầm bao nhiêu phút một cái cô nha? Nước hồng là 1 phút đó. Dạ 1 phút ạ. Rất là nhiều công đoạn luôn á. Rồi, có để tầm 1 phút mà cô chán để ở trên này. Đó. Đây chỉ là một cái miếng vải mình để lên trên thôi. Dạ, bên và bên dưới là nước nó sôi lên nó làm dạ, nó làm cho nóng cho bánh. Dạ. Đó, cô vừa đi tráng bánh mà vừa phải canh lửa nữa. Trời ơi, dạ canh lửa nữa chứ không phải là ngồi tráng không. Nếu mà dùng bếp ga bếp điện thì nó dễ rồi. Dạ có người chậm. Vâng ạ. Cô con thấy bỏ vô mấy cái dĩa để bên kia là mình bán hay sao cô nhờ? Rồi đúng rồi. Ờ cái này là mình bán mình cái đó ăn sống hay sao cô? Cái này hả? Dạ vâng ạ. Cái này thì ăn vậy nè, thì nó chín rồi đó là ăn đó. À vâng à, vâng ạ, vâng ạ. Ăn bánh tươi. Rồi, bạn ăn bánh tươi luôn. Bên này nè, đó cả nhà. Đây ha, bỏ đây là mình bán. Đó, bán để như vậy ăn được luôn á. Giống như bánh tráng bánh ướt vậy. Mè. Đó. Dạ có ha, ăn tươi cũng được, nướng cũng được luôn. Cái này mình ăn chung với nước cho chấm gì không cô? Không, không. Dạ ăn không ạ. À. Dạ. Vâng ạ. Dạ tí nữa con thử sau cô ạ. À. Cảm ơn cô. Mình bán 4 ngày mệt không cô? Hả? Mình bán 4 ngày lễ hội vừa rồi mệt không cô? Mệt. Từ chiều cho đến tối khuya ạ. À. Vâng, nắng cũng trời nắng luôn. Hồi nãy là có cô ngồi từ 3 giờ chiều, 2 giờ chiều á là nắng nó chiếu ở đây là ngay gian hàng này rất là nắng luôn á. Dạ. Còn đến tối thì lại là nóng. Trời mát. Vâng ạ, à, cũng cực lắm. Cắt ra cho cậu.
Rồi, bánh tráng. Rồi, có cách thử cái bánh nha cả nhà. Rồi, cái này mình bán bao nhiêu tiền một cái vậy cô ạ? 10.000. Dạ, 10.000. Ai mua thì một cái coupon 10.000 thôi. Dạ. Cái bánh này mình anh thế này cũng được luôn ha. Còn nếu không muốn nướng thì mình phải để lên trên cái những cái mẹt thế kia mình phơi 2 tiếng. Dạ, trời nắng ha. Sau đó mới mang qua bên kia sẽ nướng, công đoạn nướng hồi nãy Vinh quay rồi đó cả nhà. Đó. Ở đây thì chắc cô đã phơi trước một vài cái rồi để nướng bên kia. Chung. Dạ, chị cũng theo theo thời dạ, theo thời tiết cô ha. Trời mưa là không được. Ồ, nắng gắt mới được cô ha. Dạ. Rồi, cô thấy mình quay của tranh tượng, cảm ơn cô ạ. Có cái vị như thế nào nha cả nhà. Đó. Nó rất là ngọt. Ngọt này là của nước cốt dừa đúng không cô? Dạ. Trời, ngọt béo. Quá trời luôn. Không ngờ cái bánh mình nhìn cái nhiều bạn tưởng như bánh ướt ha. Không có mùi vị ha. Sự rất là ngọt, rất là ngọt. Vị nước cốt dừa. Ngon. Hai quán. Cô vẫn đang ngồi dưới trời nắng ha. Mặt trời chiếu thẳng ở đây luôn nha. Đó, người thấy ngược sáng là mọi người biết ha. Đó, cô bánh đang tráng bánh. Mình đứng quay mình nó thấy nóng rồi đó. Dạ, nắng ngay đây luôn. Bánh ngon lắm cả nhà, mọi người cách ghé ăn thưởng thức rất là nhiều luôn, rất là ngon, rất là ngon, làm tại chỗ luôn nha cả nhà. Chút xíu là hết, hôm nay là về quê rồi. Dạ. Bán 4 ngày rồi. Vâng ạ. À. Hôm qua con mua cái hộp kia cho con bé nhà con ăn rồi, nó kêu ngon quá ba ơi. Dạ. Mọi người ha, có rất là nhiều sản phẩm. Này đã không có cái bánh nước này đâu. Dạ, đúng rồi. Ở đây thì mới có, tại vì bình thường là sẽ tráng rồi. Dạ, nếu không thì bình thường sẽ nướng bên kia, bắt đầu là đóng gói như vậy thôi cả nhà đó. Đây là ăn tươi luôn á, nóng luôn á. Bánh này mới tráng nè.